Chào mọi người, hôm nay mình hướng dẫn cho mọi người cách lấy rết ra khỏi chai. Thường các bạn mới lần đầu chưa ăn á, hay rung tay lắm. Mà rung tay về lúc mà bắt rết ra rất là dễ bị chết. Chết thì nó cắn mình á. Đầu tiên á, các bạn nên sắm một cây nhíp chuyên dụng dành cho bên vệ sinh. Cây nhíp này á, nhỏ gọn mà rất dài, dễ gấp rết ra. Đầu tiên á, bạn khều khều tụi nó để lấy bông gòn ra khỏi người tụi nó trước nè. Thì bông gòn này mà còn trong đây á là tụi nó bám chặt lắm, tụi nó không chịu ra. Đó, ra luôn, lôi cứ vậy mà lôi thẳng ra. Đó, các bạn thấy không, rết cực kỳ đẹp luôn. Size này chắc 12-13 phân á. Bên mình có nhận bỏ xỉ rết nha, anh em ai thích cứ qua. Đó, cũng tiếp tục như vậy. Đầu tiên các bạn cứ gấp cái cục bông gòn ra cho mình. Bông gòn mà ra rồi á thì rết nó sẽ ra dễ hơn. Sau khi mà bông gòn ra á, các bạn sẽ từ từ bắt, các bạn kéo nó ra, hoặc đơn giản các bạn dốc nó ra tụi nó sẽ ra. Đó, rất là nhiều. Lúc mà chữ rết á, các bạn nhớ để ý kiếm cái hồ nào cao nha. Rết mà nó phóng ra được, nó ra khỏi nhà hơi bị phê đó,